Mến chào quý chị ha. Thì hôm nay em đang có mặt tại xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giáp với lại thị trấn Phước Hải ha. Thì em đang đứng đối diện mình là farm Đồng Gió nha quý chị. Farm này là để mình nghỉ dưỡng ha, cắm trại rồi liên hoan tiệc tùng ha. Đa số là khách về đây nghỉ dưỡng khá là đông luôn quý anh chị, tại vì mình sát với biển Phước Hải, cách biển Phước Hải chỉ có 2 km thôi. Đó. Đây là farm Đồng Gió ha, thuộc ấp Mỹ Hòa, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. View núi nha quý anh chị, mặt tiền đường nhựa thông. Thì hôm nay em có lô đất là đối diện cái farm Đồng Gió này luôn nha quý anh chị. Cà phê farm ha. Mặt tiền đường nhựa thông của xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu. Đây. Lô đất đây nha quý chị, giữa hai cái bờ rào này, tổng diện tích của mình là 250 mét vuông nha. Ở đây thì điện nước đầy đủ rồi, khu dân cư sát với biển luôn. Bám mặt tiền đường nhựa là ngang là 8,3 m, sâu vào trong là 31 m. Chủ đã lên 100 mét thổ cư rồi mà giá chỉ có 2 tỷ mốt thôi nha quý chị. Đất của mình là cao ráo bằng phẳng ha, đặc biệt là quay về hướng đông nam, khá là mát ha, rất thích hợp cho anh chị làm nhà vườn nghỉ dưỡng. Đối diện farm Đồng Gió luôn quý anh chị. Đây, tới đây này. Ranh mốc mình là rõ ràng rồi nha quý anh chị. Chủ đã đo ranh cắm mốc hết rồi. Sổ sẵn công chứng sang tên ngay luôn ha. Đây. Tới đây là 31 m này. Từ cái mấy cặp này qua ngay cái mấy sơn bên này. Đó, là 8,3 m ha. Đó. Tổng diện tích là 250 m. Quay về hướng farm Đồng Gió này. Đó. Tại vì mình là gần khu du lịch của hồ Sở Bông nè, mình là gần hồ nên cũng khá là mát ha, và hướng đông nam quay ra biển sát với biển Phước Hải luôn, mà giá cực kỳ hời quý anh chị, giá chỉ có 2 tỷ mốt ha, còn bớt nhẹ cho anh chị thiện chí. Mặt tiền đường nhựa tím vàng, đây view núi Minh Đạm luôn nha. Đây ra đây rẽ trái khoảng tầm 2 km là đi ra lăng rừng, đi ra biển Phước Hải luôn nha. Còn hướng này là đi ra ngay ủy ban của xã Long Mỹ, đi ra tỉnh lộ 44B, đi về Lộc An, Hồ Tràm, Hồ Cốc, Lê Ghi, Bình Thuận, Xuyên Mộc nha quý anh chị. Lên cho anh chị lô đất cực kỳ đẹp, giá cực kỳ hời ha. Anh chị nhanh tay inbox liền cho em lô đất này. Đối diện cái Osaka này. Ở đây thì tại vì mình xã Long Mỹ nhưng mà giáp với thị trấn Phước Hải ha. Nhưng mà chuẩn bị là xã Long Mỹ lên thị trấn rồi nha quý anh chị. Lên thị trấn thì giá trị khá là tăng luôn quý anh chị. Đây. Ở nhà vườn đây lên khá là nhiều luôn ha. Đây quý anh chị. Ở nhà vườn biệt thự này lên đây rất là nhiều luôn. Lên 3 4 cái đây luôn quý anh chị. Trong này này. Nhà vườn đây cũng khá là nhiều ha. Đó, view núi khá là mát rồi. Farm này là khá là nổi tiếng ở xã Long Mỹ, thị trấn Phước Hải này rồi quý anh chị. Tất cả các khách du lịch đa số là người ta về đây cắm trại ha. Nghỉ dưỡng. Hôm nay người ta nghỉ dưỡng ở đây cũng khá là đông quý anh chị. Nghỉ dưỡng khá là đông luôn ha. Toàn là bản số thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai 60 không à. Đất mình cao ráo hướng đông nam, giá cực kỳ hời luôn. Để em quay sổ và soi quy hoạch cho quý anh chị xem luôn ha. Hướng này đi về Long Hải cũng được quý anh chị. Đi về Long Hải nè, đi về thành phố Vũng Tàu ha. Cách biển Long Hải chỉ tầm 6 km thôi. Và cách trung tâm thành phố Vũng Tàu khoảng tầm 20 km. Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 80 km nha. Đây quý anh chị, sổ mình là sổ mới công chứng sang tên ngay luôn ha. Thửa đất số là 677, tờ bản đồ số 7, địa chỉ là xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 250 mét vuông, hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là 100 mét thổ cư, còn là đất lúa ha, thời hạn đất ở lâu dài. Đây là cái thửa của mình, đất của mình là quay về hướng đông nam, mặt tiền đường nhựa này, để mình soi quy hoạch chúng mình xem ha. Đây quý anh chị, mình là ngang là 8,3 m này, sâu vào trong là 31 m ha, tổng diện tích của mình là 250 mét vuông. Thì sau này quy hoạch giao thông mình đã có mở rộng vào nha quý anh chị, nhưng mà vào không đáng kể ha. Vào khoảng tầm chưa tới 5 m nha quý anh chị. Đây này, 46,9 đất ở giao thông. Còn đất ở nông thôn của mình là 203,1 đất ở nông thôn hết ha. Nên là quý anh chị an tâm, rất thích hợp cho anh chị làm nhà vườn nghỉ dưỡng ha, gần biển Phước Hải. View núi luôn ha. Mặt tiền đường nhựa thông.
Rồi, cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Không quên cho em một like, một đăng ký kênh nha quý anh chị.